Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi Bắc Tống Nhàn Vương tập 14. Tào Dĩnh cũng không nghĩ đến Triệu Nhan lại to gan như vậy, trực tiếp hôn mình. Nàng cảm thấy toàn thân tê dần, cả người giống như bị tia sét đánh trúng, đứng ngây ngốc ở đó, trăng đầu trống rỗng. Qua một hồi lâu nàng mới kịp phản ứng, nhìn bên cạnh Triệu Nhan đang cười hì hì, làm cho nàng vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng cả lên rồi người người sao người lại như thế tào dĩnh vốn định mắng hắn vài câu nhưng không biết tại sao không mở miệng ra mắng được thậm chí ngay cả tức giận trong lòng cũng nhanh chóng biến mất điều này bỗng nhiên làm cho nàng càng thêm bối rối sau khi nói với triệu nhan một câu chẳng ra đầu ra đuôi xoay người chạy một mạch về phòng ngủ nhìn tào dĩnh chạy bắn sống bắn chết triệu nhan được một ven cười khoái trí lại nghe được tiếng cười tào dĩnh càng trốn nhanh hơn buổi trưa ba vị ngự y trong cung lại tới nữa ba vị ngự y này vẫn thường phụ trách bệnh tình của triệu nhan cũng chịu trách nhiệm kiểm tra tình trạng khôi phục sức khỏe của hắn lúc trước chính là ba người bọn họ quyết định bắt triệu nhan bỏ sắc bỏ ăn mặt và còn bốc cho hắn một thang thuốc đắng để hắn uống mỗi ngày mỗi lần hắn uống thì như là hắn muốn giết người sức khỏe quần vương phục hồi cực nhanh thậm chí có thể hình dung là thần tốc hiện tại lão phù thấy thân thể quận vương còn khỏe mạnh hơn so với những người bình thường khác hẳn đã không có chuyện gì rồi. Trong ba vị ngự y dẫn đầu chính là lão đầu mập bút vút tròm dâu trắng, nói Thật vậy chăng, thân thể Tam Ca Nhi đã hoàn toàn khôi phục. Thọ Khang công chúa bên cạnh nghe được lời ngự y nói, lập tức vui sướng, bất ngờ kêu lên. Nàng từ đêm hôm qua tới giờ vẫn không có rời khỏi, đặc biệt vừa muốn tương lượng với Tào Dĩnh, làm thế nào để chậm lại tuổi thanh xuân của nữ tử Đại Tống. Điều này càng làm cho Thọ Khang công chúa có lý do ở đây. Phòng trừng trong khoảng thời gian này đều cùng với Tào Dĩnh như hình vê bóng. Khởi bẩm công chúa, thân thể quận vương đích thực đã khôi phục. Lão ngự y mập trắng chắp tay hướng phía thọ khang công chúa mỉm cười nói. <cười> Thật tốt quá. Rốt cuộc cuối cùng bản vương cũng không cần phải uống cái loại thuốc đắng này nữa rồi. Chủ nhân nghe xong cao hứng cười to nói. Ngay sau đó hắn lại một phát cầm hai tay lão ngự y nước mắt lưng tròng nói. Ngự y, thân thể ta hiện tại đã khôi phục. Như vậy có đúng là từ nay trở đi ta có thể ăn thịt rồi phải không? Á, à, ngự y cũng không nghĩ tới đừng đừng một quận vương sau khi khỏi bệnh. Chuyện đầu tiên hỏi là có ăn thịt được không? Điều này làm cho người y hơi sừng sốt mới nói. Khởi bồng quận vương, thân thể của ngài không có vấn đề gì. Đương nhiên muốn ăn gì là có thể ăn được. <laughs> Tiểu đậu nha, nhanh xuống nhà bếp nói bà Vũ chuẩn bị bồn vương hôm nay muốn ăn dê nướng nguyên con, vịt nướng, thịt kho tàu, cá chua ngọt. Triệu nhân hưng phấn báo ra liên tiếp tên đồ ăn, nhưng hắn lại đã quên mình ở triều tống, đại bộ phận đều chưa phát binh ra. Đã ngò một chút, ngươi xem, ngươi còn có bộ dạng một quận vương cống. Không đợi cho triệu nhân báo xong đồ ăn, thọ khang công chúa liền đứng lên đem hắn ấn xuống ghế nói. Tuy nhiên nàng cũng biết đây là bởi vì triệu nhân cao hứng cho nên mới có chút quên hết tất cả bởi vậy cũng không có dân dạy quá mức như trước đây. <laughs> không kìm lòng nổi, tam tỷ không phiền lòng chứ. Triệu nhân cho dù là ngồi ở ghế trên, vẫn hưng phấn không ngừng vận vẹo, cuối cùng vẫn là tào dĩnh và tạo khang công chúa tiễn ba vị ngự y ra ngoài. Tiểu đầu nha ngươi nói xem chưa hôm nay chúng ta ăn cái gì, nhất định phải đã thèm đấy. Thời dịp cơ hội tạo khăn công chúa và tào dính đi ra ngoài, triệu nhân hỏi tiểu đội nha đứng bên nói ăn gì gì đó. Tiểu đội nha này nhìn thì nhỏ nhẹ, nhưng lại có thâm niên ăn hàng. Toàn bộ món ăn vật trong thành Đông Kinh gần như không có chỗ nào là à không biết. Phải đỡ thèm sao? Tiểu đội nha cau mày ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng mặt mày hớn hở nói. Vậy chỉ bằng ăn giác nhi đi, giác nhi vừa có thịt lại có bột, không những là món ăn ngon, hơn nữa lại dưỡng tính, tôi thích ăn nhất là giác nhi đó. Giác nhi? Triệu nhan đối với cái tên này cảm thấy có chút quen thuộc, lại nghe tiểu đội nha nói câu kế tiếp lập tức nhớ tới nói. Tiểu đội nha, ngươi nói là sùi cào à? Ây, à, cũng là một ý kiến hay, bởi vì có câu ăn ngon nhất chính là sùi cào, chơi vui nhất chính là... À. Triệu nhan thiếu chút nữa đem một câu danh ngôn đời sau nói ra, vội vàng hứ một tiếng nói tiếp. Ây, à, tóm lại sủi cào lấy gian đỡ thèm thích hợp nhất, vậy hôm nay chúng ta ăn sùi cào. Quay lại thời điểm sáng sớm hôm nay, có một công thự xa xăm phía tây bắc ngoài thành Đông Kinh, phạm vi 10 dặm đều thuộc về công thự cấm địa, không được triều đình đồng ý, bất cứ kẻ nào đều không được đi vào. Những kẻ rõ nội tình đều biết rằng công thự này là địa điểm đại tống chế tạo vũ khí hỏa dược, cũng chính là hỏa dược tác dưới trướng cung nỏ viện. Vốn hỏa dược tác cũng được làm ở trong thành, nhưng bởi vì nó quá nguy hiểm, chế hỏa dược đến nay đã xảy ra mấy lần đại sự cố làm thương vong hơn trăm người. Cuối cùng triều đình mới không thể không an trí hỏa dược tác ở ngoài thành, Hỏa dược tác chủ yếu tạo ra ba loại vũ khí hỏa dược, theo thứ tự là hỏa tiễn, phích lịch yên cầu, hỏa cầu tật lê. Vì sản xuất ba loại vũ khí này, hỏa dược tác cũng chia ra làm ba khu vực lớn, mỗi khu vực phụ trách sản xuất một loại vũ khí. Tuy nhiên ở giữa ba khu vực sản xuất vũ khí lớn lại có một khu vực trọng yếu nhất, nơi này tập trung thợ thủ công làm hỏa dược tốt nhất, nhiệm vụ chính mỗi ngày bọn họ là nghĩ ra phương pháp cải tiến uy lực vũ khí hỏa dược. Tào Sùng được làm phụ trách cải tiến hỏa dược ở hỏa dược tác, vốn y xuất thân từ loại này. Cho dù là tiến bảo hỏa dược tác cũng chỉ là khoác lên một cái danh, lăn lộn một vài năm tự nhiên sẽ được tăng lên. Tuy nhiên, Tào Sùng lại khác với con cháu nhà tướng bình thường. Y là một lòng thật ý muốn làm việc ở hỏa dược tác cho nên sau khi y vào hỏa dược tác, bắt đầu chủ động học tập quá trình chế tạo vũ khí hỏa dược, đồng thời dốc lòng nghiên cứu. Tào Sùng vốn khác với thợ thủ công bình thường, y từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, tri thức hiểu biết cũng rộng, hơn nữa đầu óc cũng thông minh, cho nên rất nhanh đưa ra cải tiến một số mồi lừa thúc vũ khí, điều này làm cho Y hoàn toàn trụ vững ở hòa dược tác, không còn có ai dám khinh Y. Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống, Tào Sùng đứng ở trong sân lo lắng, Y ở trước mặt, bày một cái khay, bên trong cái khay có cái đĩa màu nâu đen giống như loại đất sét gì đó. Lúc ánh sáng sớm đầu tiên chiếu lên khay, vẻ mặt tàu Sùng càng trở nên khẩn trương. Ngày hôm qua sau khi Tào Sùng từ chỗ triệu nhan lấy được cách điều chế hòa dược mới, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện này. Kết quả khi đến buổi tối, y càng nghĩ càng không ngủ được, hận không thể lập tức đem loại hòa dược này thử uy lực một lần. Tào Sùng là một người nghĩ đến cái gì là đi làm liền, cho nên cuối cùng y từ trên giường dứt khoát bật dậy, cá biệt thê tử đi suốt đêm đến hỏa dược tác. Sau đó gọi đến một vài thợ thủ công hỗ trợ làm việc, tuy rằng gây cho đám thợ thủ công chút bất mãn nhưng Tào Sùng cũng bất chấp rất nhiều rồi. Dưới sự chỉ huy của Tào Sùng, đám thợ thủ công đem quạng tinh luyện, than cồi và lưu huỳnh phân biệt dựa theo tỷ lệ triều nhan cung cấp sau đó cẩn thận chia ra mài thành bột phấn, sau đó lại dựa theo phương pháp của triệu nhan cung cấp dùng nước ướt nhẹp hòa thành một hỗn hợp. Làm như vậy có 3 điểm tốt, một là hỗn hợp khá đều, hai là không dễ dàng bùng nổ, ba là đợi sau khi làm được hòa dược sẽ hình thành hòa dược hình dáng viên bi sẽ không theo lời thời gian trôi hoặc chấn động mà sinh ra hiện tượng phân tầng. Hòa dược sau khi ướt nhẹp thoạt nhìn giống như là một khối bùn màu nâu đen, Tàu Sùng không dám dùng lửa hong khô, chỉ có thể đợi phơi ánh nắng mặt trời. Hiện tại mặt trời rất cục đang lên, hơn nữa lại là lúc mùa hè nóng bức nhất, lại thêm dùng khay mâm đống hỏa dược kia chia vô cùng mỏng, kết quả vẹn vẹn chỉ hơn nửa canh giờ hỏa dược đã được phơi khô rồi. Tào Sùng cẩn thận nặn đống hỏa dược thành từng viên bi nhỏ. Lúc này thợ rèn lò bên kia cũng đem tới cho y mấy thứ đồ đính chế. Mấy thứ này trong mắt người đại tống có thể có chút cổ quánh. nhưng ở trong mắt người hậu thế quả thật chính là một quả dứa nhỏ bằng sắt, trong có bên trong rỗng không. Thứ này chính là vỏ ngoài của lưu đạn do Triệu Nhan thiết kế. Vỏ đạn hình cầu, Tào Sùng vừa chuẩn bị nhét hỏa dược vào, lại dùng một nút gỗ nhét thật chặt lên trên. Một quả lưu đạn nguyên thủy đầu tiên cũng thành hình rồi bởi vì là lần đầu tiên phát chế hỏa dược không nhiều lắm thợ rèn suốt đêm tạo ra vỏ lựu đạn cũng không nhiều cho nên cuối cùng chỉ làm ra ba quả lựu đạn dám tạo tàu cái ngày bảo chúng tôi chế là cái gì vậy nhìn ba miếng lựu đạn trước mắt một thợ thủ công già trong đó mở miệng nói lão thợ thủ công này họ lưu là tác đầu của hỏa dược tác người ta gọi là lưu tác đầu mà còn gọi lại tàu sùng là quan giám tạo của cung nỏ viện bình thường y đều được gọi là tàu giám tạo phụ trách giám thị việc buôn bán trong hỏa dược tác và chất lượng vũ khí. Đây là một phương cách chế vũ khí hỏa dược kiểu mới, ta cũng vừa mới được biết đến. Hiện tại vẫn chưa biết uy lực như thế nào, các người đều tản ra, để ta chăm một quả xem uy lực. Ta xong giải thích đơn giản một chút, sau đó quay lại cầm một cái hỏa chiết tử, vừa cầm lấy lựu đạn phóng tới đất trống trong sân, Viện tử tạo sùng đang đứng khá lớn, trên đất trống lại không có đồ vật gì, cho nên y cảm thấy thí nghiệm trong này vô cùng an toàn. Chỉ có điều lưu tác đầu và bọn họ đều có chút tò mò, cho nên lại lập tức vây lại. May mắn khi triệu nhân đưa cho tạo sùng bức tranh sơ đồ chế tác lưu đạn, đặc biệt giải thích thứ này uy lực rất lớn, vì vậy khi thí nghiệm người xung quanh nhất định phải rời xa, cho nên tạo sùng lập tức bảo bọn lưu tác đầu lui về phía sau mấy bước. Mãi đến cách mình vài chục bước xa, lúc này y mít thả lòng trong lòng, Châm miếng gạc rồi y cũng lập tức vội chạy khỏi, sau đó cùng bọn lưu tắc đầu đứng chung một chỗ xem uy lực loại vũ khí hòa dược này. Ẩm uhm, kéo theo một tiếng vang thật lớn, tạo sùng chỉ cảm giác vị trí sân mình đứng như là bị sấm đánh, thậm chí ngay cả tại mặt đất đều rung động. Hai cái lỗ tài cũng rất giống bị tiếng nổ này chấn động đến điếc, trong đầu vang lên ong ong, nhất thời cái gì nghe cũng không được trong sân đầy bụi đất bay lên bóng dáng người lưu tắc đầu xung quanh tuy rằng nhìn không rõ lắm nhưng giống như nằm ngổn ngang đầy đất hình như còn có người bị thương qua một hồi lâu thân thể tào sùng mới dừng lung la lung lay trong tai rất của có thể nghe được âm thanh chỉ có điều sân đều đầy tiếng âm thanh của người xung quanh lưu tắc đầu điều này làm cho tào sùng bất chấp mọi thứ vội vàng xem xét một đám kết quả phát hiện có hai thợ thủ công bị thương ở đùi lưu tắc đầu bị thương ở trán, hơn nữa đều bị miếng sắt vợ đánh vào may mắn tổn thương cũng không quá nặng <laughs> ta dám tạo hòa dược của chúng ta xuất đầu lộ diện rồi ta sẽ đi mời viện sử đến chuyện này nhất định phải báo cáo cho mấy vị tướng công và bệ hạ biết lưu tác đầu sửng sốt một hồi lâu bỗng nhiên lập tức đứng lên vừa chạy vừa xoay người cười nói loại vũ khí hỏa dược này thậm chí có oai sấm sét nhất định có thể khiến cho đại tống ngẩng cao đầu mà tự nhiên những người bọn họ cũng không thiếu được yêu đãi đường thăng quan phát tài đang ở trước mắt không khỏi khiến cho lưu tác đầu hưng phấn lão bách tính của chúng ta ngày hôm nay cao hứng quá lão bách tính của chúng ta hát vang <laughs> triệu nhan miệng tùy tiện ngâm nga bài hát tự mình dẫn theo tiểu đội nha vô cùng vui vẻ đi vào bếp vừa rồi bọn họ đã quyết định trưa nay ăn sủi cào chúc mừng cũng có thể vừa lòng cái tham của triệu nhan ở tiền thế hắn chính là người phương bắc ngày lễ ngày tết trong nhà đều thích ăn sủi cào cho nên đối với triệu nhan mà nói sủi cào chẳng những là một món ăn mỹ vị đồng thời cũng là một bầu không khí vui mừng Thời điểm ăn sủi cả vui vẻ chuẩn không sai, cái này và điện vị không hề liên quan. Tuy nhiên bởi vì cái gọi là chuyện đời người tám chín phần mười không như ý, ngay khi Triệu Nhân và Tiểu Đội Nha vừa tới phòng bếp, không đợi hắn giải thích. Phải ăn cái bánh sủi cào nhân gì? Đã thấy Mịch Tuyết thở hồn hền chạy đến nói. Quân, quân vương, ngài nhanh đến tiền viện tiếp chỉ, bệ hạ phái dĩnh vương tuyên ngài lập tức tiến công, dường như có sự tình cấp bách muốn tìm người nghe được triệu tự gọi hắn tiến cung triệu nhan cũng sững sờ mình chỉ là quận vương thanh nhàn tuy rằng thân phận tôn quý nhưng không đảm đương bất kỳ chức vụ gì càng không giống như triệu húc được bồi dưỡng thành hoàng đế tương lai về cơ bản mà nói hắn chỉ cần ngồi ăn rồi chờ chết là được rồi nhưng có chuyện gì lại khiến triệu tự triệu hắn tiến cung hơn nữa ngay cả thái tử triệu húc cũng phái tới rồi nghĩ không thông được ý đồ của triệu thử, triệu nhan vẫn dựa theo thói quen cũ của mình từ lâu liền không để tâm đến vấn đề này sau đó quay đầu nhìn thoáng qua phòng bếp trong lòng đang do dự là mình có nên nếm qua sùi cào sau đó mới đi hoàng cung nhưng nghĩ lại bây giờ nhân bánh sùi cào cũng chưa làm bề mặt cũng chưa có được cho nên chỉ bằng trước tiên giải quyết sự tình triệu thự bên kia cho xong sau đó lại an tâm ăn sủi cào của mình lập tức triệu nhan đi theo mịch tuyết vào tiền điện Kết quả vừa đúng lúc nhìn thấy Triệu Húc đang đi tới đi lui lo lắng trong điện. Bên cạnh Thọ Khang công chúa và Tào Dĩnh đều đổ óc mờ mịt. Vừa rồi các nàng tiến bước ngựa y, vừa đúng lúc gặp Triệu Húc dẫn người vội vã sông tới, không nói lời nào đòi gặp Triệu Nhan. Điều này làm cho hai nàng vừa thấy kỳ quái vừa lo lắng. Tạm ca nhi, có gì cũng không cần phải nói, phụ thân và vài bị tướng công đều ở trong cung chờ đệ. Triệu Húc vừa nhìn thấy Triệu Nhan bước vào lập tức bước nhanh đến phía trước. Kéo hắn lại, xem ra cái tính nôn nóng này của y không đổi được rồi. Đại ca, rốt cuộc là có chuyện gì mà muốn Tam Ca Nhi tiến cung, hơn nữa huynh còn gấp gáp như vậy. Thọ Khang Công chúa lúc này rốt cuộc không kìm nổi ngăn Triệu Húc lại nói, tuy rằng bình thường nàng giống như rất thích ức hiếp Triệu Nhan, nhưng trong mấy đệ đệ, kỳ thật Thọ Khang Công chúa cưng nhất chính là Triệu Nhan. điểm này nàng giống với tỷ tỷ, song sinh của mình là Bảo An Công chúa. cái này Triệu Húc cũng không dám chọc vị Tam tỷ Thọ Khang Công chúa này. có điều Hắn tìm gặp Triệu Nhan cũng là vì sự tình cơ mật, không có phụ thân Triệu Tử gật đầu, hắn cũng không dám tiết lộ ra ngoài, vì thế hắn suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Tam thị, nó đến chuyện này rất phức tạp, hơn nữa quan hệ trọng đại, nếu người muốn biết, không bằng cùng ta tiến cung, nếu phụ thân đồng ý, đến lúc đó tỷ sẽ biết chuyện gì đang xảy ra." "Đi thì đi, dĩ nhiên muội muội, mội không cần sốt ruột, có ta ở đây Tam Ca Nhi sẽ không có chuyện gì đâu." Thỏ Khả công chúa trước khi đi vẫn không quên an nổi Tào Dĩnh vài câu, còn Triệu Nhan cười cười với Tào Dĩnh làm cho nàng an tâm, bản thân là một vương gia thanh nhàn cho dù trời có sập cũng không sập đến đầu hắn nghe lời thọ kha công chúa lại thêm nụ cười của triệu nhan rốt cuộc vẻ mặt tào dĩnh cũng an tâm một tí lập tức tự mình đưa ba người tỷ đệ triệu nhan ra vương phủ nhìn bọn họ lên xe ngựa hướng hoàng thành chạy như bay cho đến khi xe ngựa vòng qua góc phố nhìn không thấy nữa tào dĩnh lúc này mới trở lại trong phủ xe ngựa triệu húc chạy như bay thoáng chốc xuyên qua đường lớn tây giác lâu đi vào hoàng thành theo cổng tây hoa tiến vào hoàng thành cuối cùng đi tới một quảng trường nhỏ bên cạnh Thủy cung điện thì thấy chẳng những triệu thự ở trong này ngay cả hàn kỳ cùng tăng công lượng và vài vị tướng công đại tống cũng đúng lúc ở trong này chỉ có điều mấy vị tướng công này đứng sau triệu thự làm thành một vòng tròn dường như đang thảo luận sự tình gì mặt khác ngoài trừ triệu thự và đám người hàn kỳ đứng ở phía trước nhất còn có một người phụ nhân trung điên mặc công trang thoạt nhìn nước chừng 40-50 tuổi tuy rằng chăm sóc vô cùng tốt nhưng hai bên mai tóc đã có chút bạc khóe mắt và trên trán cũng xuất hiện một vài nếp nhăn mặc dù phụ thân này tuy rằng tao nhã bất đại nhưng đứng ở đó có một luồng khí thế bức người triệu nhân nhìn phụ nhân này trong đầu hiện ra danh xưng một người đó chính là tào thái hậu Như thần tham kiến bệ hạ tham kiến thái hậu nương nương nhìn thấy triệu thự và tào thái hậu ba người triệu nhân và thọ khang công chúa đều tiến lên hành lễ tuy rằng tào thái hậu là bề trên triệu thự nhưng thân vật vẫn như cũ không tránh bằng hoàng đế cho nên hành lễ phải đặt sau triệu thự <laughs> Miễn lệ bình thân. Triều tự ho khan vài cái, trong khoảng thời gian này, bệnh tình của ông lại tái phát, vốn đã đem triều chính giao cho Tào Thái Hậu tạm xử lý. Nhưng chuyện hôm nay thực sự quá trọng đại, cho dù ông đang ở trong dưỡng bệnh, nghe thấy chuyện này cũng trên giường tự mình bò dậy mà xem. Triệu Nhan ngồi thẳng lên, vừa mới ngẩng đầu lên nhìn thấy Hàn kia ở phía sau Triệu Thự và Tào Thái Hậu, trong tay cầm một cái gì đó hình dáng như quả dứa, xem thế nào thấy giống giống với thiết kế lựu đạn của mình đưa cho tàu sùng vừa mới đó hắn còn có chút không dám tin tưởng dù sao mình mới đưa cho tàu sùng hôm qua theo triệu nhan dù thế nào cũng phải đến mấy ngày mới có thể làm ra nhưng hiện tại cái thứ này đang truyền đến truyền đi trong tay đám người hàn kỳ thỉnh thoảng còn có người dùng ngón tay gõ gõ và vỏ ngoài kim loại lựu đạn phụ thân trong tay hàn tướng công bọn họ có phải là lưu đạn triệu nhan nhỏ giọng hỏi triệu thự ờ đúng vậy theo người trong cung nọ viện nói, nói lựu đạn này và phương pháp điều chế hỏa dược đều là con cung cấp cho nên cha con mới bội vã tuyên con tiến cung không đợi cho triệu thự mở miệng, tào Thế hậu bên cạnh cũng dành lời nói tiếp. Vì này là quá phụ của nhân tông hoàng đế hiện tại nắm giữ quyền lực cao nhất của đại tống, đương nhiên nguyên nhân cũng là sức khỏe triệu thự không tốt. Tuy nhiên quan trọng nhất là, là vì triệu thự không phải là con của nhân tông hoàng đế, cho nên tào Thế hậu giống như đối với triệu thự, cũng không có chút an tâm. Kết quả cũng chính vì như vậy, quan hệ giữa bà và triệu thự vẫn không thể nào có sự hòa thuận. Nghe được trong tay bọn hàn kỳ cầm đích thực là điều đoạn, triệu nhan cũng âm thầm lau mồ hôi hiện tại hàn kỳ cùng công tăng lượng và vài vị tướng công đều vây lại một chỗ hơn nữa cách triệu thừa và hoàng hậu cũng không xa nếu chẳng may cái trái liều đạn này phát sinh vấn đề nổ tung tuyệt đối sẽ tận diệt toàn bộ cao tầng đại tấn tuy rằng nó không giống như hỏa dược vàng không ổn định cho lắm nhưng mà cũng không thể không loại trừ khả năng này nghĩ đến đây triệu nhân bởi vàng hướng tào thế hậu ngỏ lời thỉnh cầu đừng đừng xin người sai người đem lưu đoạn trong tay hàn tướng các bọn họ ra xa một chút thứ này vô cùng nguy hiểm hơn nữa uy lực cực lớn sau này tuyệt đối không thể để cho vũ khí hỏa dược này cách ngài và phụ thân quá gần để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn nghe được lời của triệu nhan tào thấy hậu và triệu tự cũng đều hoảng sợ vội vàng sai người đem lưu đạn trong tay đám người hàn kỳ ra xa một chút hôm nay cung nỏ viện tự mình mang theo thợ thủ công hỏa dược tác cầu kiến dâng lên lưu đạn hàng mẫu mà cũng có uy lực như miêu tả kết quả khiến cho đám người hàn kỳ coi trọng ngay lập tức báo cho tào thấy hậu và triệu tự biết kết quả triệu tự với việc này vô cùng coi trọng phái triệu húc tìm triệu nhan đến chính là để chứng thật việc cung nỏ viện bẩm báo là thật hay không quân vương điện hạ người cung nỏ viện nói, nói loại lựu đạn này là do ngài phát minh đấy phương pháp điều chế cũng là do ngài cung cấp không biết chuyện này là có thật không hàn kỳ vừa rồi bị lời nói của triệu nhan làm cho hoảng sợ nhưng y nhanh chóng chân tĩnh lại bắt đầu hướng về triệu nhan chứng thực tình huống cung nỏ viện bẩm báo là thật hay không ờ à, đúng vậy đích thật hòa dược và lựu đạn này là từ tay ta mà ra ngày hôm qua ta thuận đường cùng với quận vương phi lại mặt nhìn thấy đường huynh tào sùng ở hòa dược tác vì thế liền nói chuyện phía một chút và nó cho y phương pháp chế tạo lựu đạn và hỏa dược để y thử nghiệm uy lực một chút không nghĩ y đã làm xong nhanh như vậy Triều nhan vô cùng bình tĩnh hồi đáp khó trách triệu thự vừa vã tuyên hắn bảo cung hóa ra là bởi vì chuyện hỏa dược tuy rằng đại tống đã sớm có vũ khí hỏa dược nhưng vẫn chưa sử dụng đúng phương pháp phương cách điều phối lại ly kỳ hiện tại mình cải tiến quả thực có thể thượng xưng là phát minh vượt thời đại Viện sử công Nỏ viện bẩm báo nói loại điều đạn này uy lực kinh người, sau khi châm giống như là xét đánh, cách lưu đạn vài chục bước vẫn có thể đả thương người, không biết việc này có thật hay không. Lúc này về mặt của Tăng Công Lượng lo lắng nói, khi Tăng Công Lượng và Đinh Độ thời nhân tông cùng nhau biên soạn vũ kinh tổng yếu, chẳng những ghi chép binh pháp, hơn nữa còn có phương pháp chế tạo các loại vũ khí, cho nên trong mấy vị tướng công của chính sự đường, luận hiểu biết về uy lực vũ khí hỏa dược không ai hơn được y. Nhưng cũng chính vì vậy, y lại càng thêm khó tin được, loại lưu đạn này không ngờ có thể đem hòa dược phát huy uy lực đến mức như thế. Tuy rằng ta vẫn chưa nhìn thấy kết quả thực tế hiệu quả đích thực của loại vũ khí này, nhưng trên lý luận mà nói, đích xác có thể đạt tới uy lực như công sở. Hơn nữa hiện tại nơi này còn có lưu đạn hàng mẫu, không bằng chúng ta thí nghiệm cho một cái sẽ biết. Triệu Nhan có chút bất đắc dĩ nói, hắn vốn nghĩ triệu tử bọn họ đã biết uy lực của lưu đạn, nhưng theo lời nói trong đám người Hàn Kỳ có thể biết đối phương căn bản chưa thấy tận mắt uy lực cực của lựu đạn, cho nên mới gọi hắn tới. <laughs> không tệ, hòa dược tác tổng cộng đã làm ra ba quả lưu đạn, trước hai quả đã bị bọn họ dùng thí nghiệm xong rồi. Đây là quả lưu đạn cuối cùng, chậm chính là muốn nhàn nhì con sau khi đến mở mang lại một chút kiến thức uy lực loại vũ khí này. Triệu Tự cười lớn giải thích đơn giản một chút. Tào Sùng tổng cộng chỉ làm ra ba quả lựu đạn hàng mẫu. Quả thứ nhất bị Tào Sùng bọn họ thí nghiệm được một chút uy lực. Sau đó bọn họ báo cáo cho viện sử cung nỏ viện để thuyết phục vị viện sử này báo cáo lên. Kết quả lại thí nghiệm một quả. Cuối cùng khi bọn họ đưa đến trong tay Hàn Kỳ cũng chỉ còn lại một quả cuối cùng này. Triệu nhân nghe xong mới hiểu rõ được đầu đuôi. Lập tức cũng không nói nhảm nữa. Bắt tay lôi mấy vị chỉ huy thị vệ trong cung ra xa một chút. Sau đó dần dò thị vệ châm ngòi như thế nào. Khi thị vệ đem kíp nổ lựu đạn ra xa, Triệu Nhan lập tức đến bên cạnh Triệu Tự và Tào thấy hậu nói phụ thân đừng đừng lưu đạn âm thanh quá lớn hai người tốt nhất che lỗ tai lại tránh bị kinh hãi đối với tản dò của triệu nhan triệu thư ba tao thấy hậu liền lập tức nghe theo kết quả khi bọn họ vừa mới che cái lỗ tai chợt nghe nơi xa kia lưu đạn phát ra ầm một tiếng vang thật lớn gạch xanh mặt đất và bùn đất bị uy lực vụ nổ nhấc tung lên trời rơi xuống xung quanh như là một dòng mưa trút, trong lúc nhất thời làm cho người ta nhìn không được tình hình điểm phát nổ tuy rằng triệu nhan trước đó đã bảo triệu thư là phải che tai lại nhưng triệu thư vẫn còn cảm thấy ngực bị chấn động khó chịu ngay sau đó một luồng nhiệt khí nóng rát thổi tới, xen lẫn cùng không hít bụi đất lại càng khiến cho ông cảm giác không thoải mái, không nhịn nổi ho khan một tiếng. So với ông, Tào Thái Hậu tuổi tác tuy khá lớn nhưng sắc mặt vẫn như thường, thậm chí vẻ mặt còn lộ một tia vui sướng, bởi vì lưu đàn uy lực càng lớn thì trợ giúp đối với đại tống cũng lại càng lớn. Chỉ một lát sau bụi đất bị gió thổi đi, liền lộ ra nơi liều đạn nổ khi nãy. Chỉ thấy trên mặt đất nền gạch xanh đã bị nổ đến nát vụn, lộ ra bùn đất bên dưới. Xung quanh lỗ đen xì còn tàn ra một mùi hương mãnh liệt của Kali Nitrat. Quả như là thật, quả như là thật. Nhìn trước sự công phá của liều đạn, quen thuộc nhất với việc sử dụng vũ khí như tăng công lượng, mà vẻ mặt cũng dại ra, thì thao lầm bẩm Y bỗng nhiên cảm giác lúc trước mình biên soạn võ kinh cuối cùng cũng phải sửa một cái, đặc biệt là đối với miêu tả hỏa dược cùng với tương quan phương pháp tác chiến đều cần tiến hành sửa chữa. Năm đó chỉ cần chút lợi khí này thì Hào Thủy Xuyên đâu phải bại trận. Tạc lưỡi so sánh, Hàn Kỳ cũng là vẻ mặt ảm đạm thấp giọng lầm bầm. Năm đó Hào Thủy Xuyên bại trận bởi Tây Hạ khiến cho gã cả đời cũng không lau sạch vết nhơ này. Bây giờ chứng kiến uy lực của loại vũ khí hỏa dược mới khiến gã không khỏi nhớ tới trận sỉ nhục năm đó mấy vị tướng công như là âu dương tu cũng khiếp sợ nhìn về phía triệu nhan lúc trước nghe nói hắn sáng chế ra lưu đạn thậm chí còn hoài nghi cung nỏ viện và triệu nhan cùng nhau làm bộ nhưng hiện tại sự thật xảy ra trước mắt lại khiến y không thể không tin tưởng chỉ có điều bất kể thế nào y cũng không thông ấy chính là triệu nhan đích thị là một cậu ấm quần là áo lượt làm sao hiểu được y thuật cùng vũ khí đó căn bản không hợp với lẽ thường đi <cười> <cười> nhàn nhi con đảm không tệ có lợi khí như vậy quân tiên phong của đại tống ta càng thêm lợi hại nếu như bọn giặc tây đức tây hạ còn dám phạm biên nhất định phải hung hăng dạy dỗ bọn chúng triệu thự tuy rằng thân thể không tốt lắm nhưng ở phương diện quân sự thì thái độ lại tương đối cứng rắn mạnh mẽ sau khi nhìn thấy uy lực của lại lựu đàn này điều đầu tiên nghĩ đến chính là đối đầu với thứ này hẳn sẽ khiến cho người tây hạ phải nhức đầu nhìn thấy bộ dạng cao hứng của đám người triệu Thự triệu nhan lại âm thầm khách giá một chút một cái liều đạn sơ khai như vậy lại có thể khiến đám người đại tống cao hứng đến như thế nếu là ngày sau các loại vũ khí như là súng hỏa pháo mình cũng làm ra được thế đây chẳng phải là làm cho bọn họ nhảy dựng lên thậm chí vui quá hóa buồn cũng không phải là không thể biết được uy lực của liều đạn về sau đám người hàn kỳ đối với bẩm báo của cung nỏ viện cũng không tiếp tục hoài nghi trong đó chủ quản phương diện quân sự tăng công được lại lập tức hướng về tào thái hậu và triệu thượng cáo từ ý muốn đích thân đi gặp một lần thợ thủ công hòa dược này sau đó lại cùng quan viên của cung nỏ viện thương lượng một chút nên làm như thế nào sản xuất một lượng lớn loại vũ khí này mặt khác đối với loại hòa khí kiểu mới này nên ưu tiên trang bị cho những quân đội nào cũng khiến y phải bận tâm đợi hàn kỳ cùng đám đại thần này rời khỏi tào thái hậu nhìn triệu nhan một cái nói tạm cả gì, hòa dược lần này cháu làm không tệ có điều cũng không được tự mãn mà sau này cũng không cho phép được càn quấy nữa Tào Thái Hậu nói tới đây, lại quay đầu nói với Thọ Khang Công Chúa đứng bên cạnh. Tam Tỷ Nhi, hôm nay ta mệt rồi, cháu đợi ta đi nghỉ ngơi thôi. Thọ Khang Công Chúa, vốn lo lắng triệu nhan bị trách phạt, không nghĩ tới lần này không ngờ lại là chuyện tốt. Hơn nữa hắn lại còn có hiểu biết về hòa dược, lại càng làm cho nàng ngạc nhiên không thôi. Đến giờ vẫn còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi nghe được lời nói của Tào Thái Hậu, lúc này mới ưng thuận một tiếng giúp Tào Thái Hậu rời đi. Chỉ có điều thời điểm nàng đi còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn triệu nhân một cái, giống như là lần đầu tiên mới biết tiểu đệ đệ này vậy. Triệu thừa dẫn theo hai đứa con trai đi cùng với Tào Thế Hậu, bởi vì thân thể ông không tốt cho nên phụ thử ba người trở lại trong điện, đợi cho triệu thừa ngồi xuống lập tức vội vàng hỏi triệu nhân. Nhàn nhi, hôm nay lưu đạn có phải cũng là con học được từ thế giới trong mộng hay không? Ờ, à, cái này... Hắn đã dự một chút, giáo dục đời sau cũng không có giải người ta làm ra lưu đạn như thế, có điều hắn vẫn đáp à, khởi phụ thân có như là như thần từ thế giới trong mộng học được đi kỳ thật trong thế giới kia sử dụng vũ khí chủ yếu là từ hòa dược chỉ có điều bọn họ sử dụng hòa dược rất nhiều chủng loại như thần hiện tại cũng chỉ có thể phối chế có một loại trong đó loại điều đạn hôm nay chỉ là một loại đơn giản nhất mặt khác còn có súng kíp hòa pháo nghe thấy hắn nói như vậy triệu thư và triệu húc ánh mắt lại phát sáng lên đặc biệt là triệu húc lại vội vàng truy vấn tạm cả nhị súng kíp và pháo trước kia để nghe từng giới thiệu qua có điều ta vẫn luôn đối với hai loại vũ khí mới này canh cánh mãi không thôi Hiện tại đệ có thể làm ra lựu đạn, nếu lại thêm chút sức mà nói, hẳn cũng có thể khiến cho súng kíp và pháo cùng xuất hiện nhỉ? Đối với những lời của Triệu Húc nói, hắn cũng lành cười khổ một tiếng, nói Đại ca, súng kíp và pháo sử dụng nguyên lý kỳ thật cũng không phức tạp, nhưng mấu chốt là kỹ thuật chính xác cùng vật liệu chế tạo yêu cầu rất cao. Tỷ như vật liệu chế tạo hai loại vũ khí này tốt nhất là dùng đồng, đương nhiên nếu thay bằng sắt cũng có thể, nhưng mà đối với phẩm chất của sắt dùng chế tạo lại cực kỳ yêu cầu cao, thêm nữa là công nghệ chế tạo cũng phải đạt đến một trình độ nhất định mới được yếu tố thứ nhất thì không phải là triệu nhan bận cớ từ chối mà sự thật đúng là như vậy bất kể là súng kíp hay là pháo vật liệu chế tạo và công nghệ đều yêu cầu cực cao muốn ngay từ khi bắt đầu đã dùng sắt để chế tạo súng kíp và pháo hiện nhiên là cấu trúc không thực tế công nghệ chế tạo căn bản cũng vô phương đạt được trong khi đó dùng đồng để chế tạo hai loại vũ khí đó thì đơn giản hơn một ít tuy nhiên khuyết điểm lại là quá đắt vừa nghe được triệu nhan muốn dùng đồng chế tạo vũ khí triệu tự cùng triệu húc đều cười khổ liếc nhìn nhau Đại thống vốn chính là lấy đồng đúc ra tiền. Đối với người thường mà nói thì kỳ thật đồng chính là tiền. Hơn nữa tiền đồng của đại thống lại tinh xảo, do đó thường xuyên bị vận chuyển đến các quốc gia xung quanh làm cho tiền đồng quốc nội cũng không đủ dùng. Thậm chí có nhiều nơi còn phải đúc tiền sắt để lưu thông. Từ đó có thể biết được đại tống thiếu đồng đến mức nào, vậy mà còn dùng đồng để làm vũ khí nữa thì chỉ e không được vài năm, toàn bộ đại tống sẽ phá sản. Tam ca nhi, dùng đồng chế tạo vũ khí đừng nghĩ đến nữa, tuy nhiên cái kia dùng sắt chế tạo súng kíp và pháo thì thật sự là đệ không có biện pháp sao? Triệu Húc không cam lòng hỏi, y thật sự rất muốn nhìn thấy viễn cảnh quân đội đại tống sử dụng hai loại lợi khí kiểu mới này, tiêu diệt bọn giặc Tây Hạ cùng Liêu quân. Lần này thì không đợi Triệu Nhân mở miệng, Triệu Thự nói: "Húc Nhi, những lời của Nhan Nhi ta đã rõ, muốn dùng sắt chế tạo phá và súng kích mấu chốt không ở Nhan Nhi mà là ở trình độ thợ thủ công của đại tống ta hiện nay không đủ, cho nên chỉ có thể dùng đồng quý để chế tạo vậy." Đợi sau này trình độ thợ thủ công tiến bộ mới có thể sử dụng thêm sắt rẻ hơn để chế tạo vũ khí. Triệu tự vừa nói xong, Triệu Húc lại giống như một quả bóng cao su bị xì. Kỳ thật vừa rồi y cũng đã tỏ, chỉ có điều bản thân y cảm thấy thật sự không cam lòng, cho nên mới muốn Triệu Nhan suy nghĩ thêm một chút biện pháp. Đáng tiếc trên đời này không có nhiều chuyện có thể xử lý vẹn cả đôi đường. Triệu Nhan cũng chỉ có thể cho bọn họ hai phương pháp như vậy, nhưng lại xuất hiện thiếu hụt rất lớn. So sánh lại thì Triệu Húc vẫn còn có chút quá lười, lại thiếu kiên nhẫn, chỉ thấy Triệu Thự lúc này nói tiếp. Nhan gì? Dùng lượng lớn đồng chế tạo vũ khí thì hiển nhiên không thể, tuy nhiên còn xem thế này có được không? Vị phụ có thể tận lực phân cho con một ít đồng, sau đó còn hướng dẫn thầy thủ công cách chế tạo thử pháo và súng kíp. Đợi cho đến khi đã tích lũy được kỹ thuật đủ rồi sẽ thay bằng sắt. Đến lúc đó thì có thể sản xuất với quy mô lớn để trang bị cho quân đội rồi. Triều Nhân nghe tới lời nói của triệu thự cũng sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương lại hạ quyết tâm lớn như vậy. Quyết định chế tạo súng kíp và pháo, cho dù là dùng đồng chế tạo thử nhằm tích lũy kinh nghiệm, thì hàng năm lượng tiêu phí đồng khẳng định cũng không phải là con số nhỏ tuy nhiên rất nhanh hắn lắc đầu đáp phụ thân biện pháp này đích xác khả thi nhưng người phải biết rằng để tích lũy kỹ thuật cho thợ thủ công cũng cần rất nhiều thời gian ban đầu mặt khác dù có chế giặt pháo và súng kíp cũng sẽ chỉ là một ít sơ khai nhất đánh không xa mà lực sát thương cũng không mạnh căn bản không thể đạt tới hiệu quả như mong muốn cũng rất khó khiến đại tống về mặt quân sự giành được ưu thế áp đảo Nghe thấy lời giải thích của Triệu Nhan, Triệu Tự không ngăn khỏi thở dài một tiếng. Ông cũng biết chính mình đã quá mức suốt ruột rồi. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như bánh từ trên trời rơi xuống. Muốn tăng cường quân lực của Đại Tống thì hết thầy còn phải dựa vào cố gắng của chính bản thân mình. Dục tốc bất đạt, bên cạnh Triệu Húc cũng thất vọng lắc đầu. Nhìn thấy vẻ mặt không giống nổi thất vọng của Triệu Tự cùng Triệu Húc, hắn cũng cảm thấy không đành lòng, bèn mở miệng nói. Phụ thân, Phá và sống kíp vốn đầu tư ban đầu quá lớn. Đại Tống ta hiện tại mọi nơi đều rất cần tiền, cho nên chuyện này có thể tạm gác lại. Nhưng mà như tần thật ra biết được không ít tiểu xào tạp thất tạp bát nói không chừng có thể tiến hành cải tiến vũ khí hiện tại của Đại Tống, gia tăng một chút uy lực. Cứ như vậy trong thời gian ngắn có thể giảm bớt chi phí. Hơn nữa sử dụng vũ khí vốn có thì binh lính cũng có thể thích ứng nhanh hơn đối với vũ khí sau khi cải tiến, không cần bắt họ sử dụng một loại vũ khí xa lạ có thể nói đây là tình huống thích hợp nhất của đại tống ta hiện nay rồi nghe được hắn nói như vậy Triệu Thừa và Triệu Húc trên vẻ mặt lại lộ ra vài tia hy vọng Triệu Nhan nếu có thể hiểu được chế tạo vũ khí từ hòa dược nói không chừng cũng sẽ hiểu được các vũ khí khác dù sao thế giới trong mộng kia thì mọi phương diện đều còn trâu hơn đại tống nhiều chỉ cần Triệu Nhan có thể cải tiến một số loại vũ khí thường dùng thôi thì khẳng định cũng có thể tăng cường thực lực quân tống một cách đáng kể nghĩ đến đây triệu thự lập tức đập bàn quát tốt nhan nhi đã có loại bản lĩnh này thì cũng đừng có lãng phí đại tống ta chơi tả vũ khí chia ra gồm có cung nỏ viện và nam bắc xưởng ta thấy hay là đem chúng nó sáp nhập vào làm một tạo thành cái gọi là quân khí giám của bàn triều sau đó do nhan nhi trưởng quản như vậy cũng có thể giúp cho con có thể cải tiến binh khí của đại tống ta tốt hơn triệu nhan không nghĩ tới chính mình thật lòng chỉ ăn nổi triệu thự một câu không ngờ lại làm cho đức phương đưa ra một quyết định lớn như vậy. Hơn nữa còn khiến quân khí giám xuất hiện sau khi triệu húc làm hoàng đế. Mới xuất hiện thì lại xuất hiện ở hiện tại. Càng thêm xui dẻo chính là những ngày thanh nhàn của hắn cũng rất nhanh chóng chấm dứt. Ngày sau hắn phải chui vào một phòng giam lớn như vậy, chỉ sợ thời gian ngủ cũng không có, thật không phù hợp với ước nguyện của hắn ban đầu. Nghĩ đến đây hắn vừa mới định cự tuyệt, nhưng ngẩng đầu lên nhìn lại thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của triệu húc và triệu Thự. Điều này làm cho hắn cũng không biết phải mở miệng thế nào. Cuối cùng cũng đành phải nói. Phụ thân, chuyện làm trưởng quản quân khí giám với Nhi Tần quá mức trọng đại. Có thể để Nhi Tần suy xét thêm một thời gian ngắn, rồi cho người câu trả lời hay không? Triệu Nhan ngồi thẫn thờ, suy nghĩ trên chiếc xe ngựa rời khỏi Hoàng Cung. Triệu thự trình hợp lại việc chế tạo vũ khí của Đại Tống thành quân khí giám của Triều Đường, sau đó để hắn nắm quyền, nhờ đó hắn có thể cải thiện binh khí của Đại Tống, nhưng thực lòng mà nói hắn không muốn nhận chức này. Hắn cứ đinh ninh trong lòng tin chắc hắn xuyên Việt tới Đại Tống là có thân phận một quận vương với một người vợ xinh đẹp là để hưởng thụ cuộc sống. Nếu giờ phải nhậm chức trưởng quản quân khí giám thì chắc cũng như triệu húc mà thôi. Cả ngày bận rộn đến ăn chén cơm cũng không xong thì còn hưởng thụ cái nỗi gì. Ngầm đến đầy Triệu Nhan càng kiên quyết cái định từ chối chức vụ này. Hắn sẽ dùng thời gian rảnh rỗi giúp Đại Tống thiết kế một số vũ khí, nhưng chỉ có thể là sở thích đam mê, chứ không thể đem coi sở thích là công việc được. Không thì dù trước đây có yêu thích công việc này mấy rồi cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa, Triệu Nhan cũng không hứng thú lắm với công việc như thiết kế vũ khí. Đó chẳng qua kiểu như là một thứ trách nhiệm. Vì nghĩ rằng mình nên vì bá tánh đại tâm công hiến gì đó, nên mới chủ động làm những việc này, chứ không hắn còn lâu mới có thời gian để ý nó. Sau khi quyết định từ chối, Triệu Nhan cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, chứng tỏ trong tiềm thức cũng không muốn tiếp quản công việc quản lý binh khí gì gì đó. Hắn là là một vương gia nhàn rỗi vẫn hơn, rảnh rang thì chọc ghẹo cô vợ tí hay chơi đùa với tiểu đậu nha. Thậm chí có đống thời giờ ra ngoài muốn đi đâu thì đi, ai cũng không quản được mình. Khi Triệu Nhan về đến vương phủ thì cũng hết nửa buổi chiều, Tào Dĩnh vì lo cho hắn đến cả cơm trưa cũng chưa ăn, giờ nghe hắn về thì lập tức vội vàng chạy tới hỏi. Phu quân, rốt cuộc là sao vậy? Phụ thân Triệu Phu quân vào cung làm gì? Sao tới giờ Tam tỷ chưa về? <laughs> Nương tử tiến bộ không ngờ, Chủ động gọi cả phu quân rồi. Triệu Nhân không trả lời Tào Dĩnh mà còn cười trong ghẹo, bảo hắn bỏ mặc cô vợ sinh nhật này mà đi bỏ thì giờ, dành cho đống binh khí lạnh đẽo đó thì thiệt là coi thường đầu óc hắn quá. Trừ phi trong quân khi dám đều là mỹ nữ thì hắn còn suy xét lại, tuy nhiên hiển nhiên điều đó không có thực. Nghe Triệu Nhân nói Tào Dĩnh liền đỏ mặt, nhưng rồi lại liếc Triệu Nhân mà nói, đến nước này rồi, còn đùa giỡn, rốt cục phụ thân Triệu chàng có việc gì, tiếp thân đây cũng lo lắng cả ngày rồi. Đúng vậy, Vương Phi lo đến cả cơm trưa còn chưa ăn. Nô tỳ và tiểu đậu nha khuyên mấy lần rồi cũng chả ích gì. Đúng là quận Vương lợi hại, vừa về đã làm cho Vương Phi cười rồi. Nhà hoàn mịch tuyết cũng khôn khéo mở lời nói giúp. Nàng cũng nhận ra rằng tiểu nương tử nhà mình không còn ác cảm với triệu nhan, thậm chí còn có ấn tượng tốt cho nên mịch tuyết cũng tác hợp cho hai người. Đồ nha đầu thúi lắm lời. Nghe mịch tuyết nói, tào dĩnh giận dỗi dãy nảy lên. Tuy nhiên, đến cả tiểu đậu nha cũng nhìn ra tào dĩnh không giận dỗi thiệt. Triệu nhan nghe vậy, tuy ngoài mặt thản nhiên nhưng lòng cảm động liền cười cười rồi đem chuyện vào cung kể hết tào dĩnh tuy không hiểu cái gì là lựu đạn khi nghe chuyện là chuyện tốt không phải việc xấu gì thì mới thở phào nhưng khi nghe triệu nhân kể đến triệu tự có ý định để hắn làm trưởng quản quân khi giám, thì tào dĩnh lại cau mày cho đến sau cùng nghe triệu nhân chưa chấp nhận mà trả lời sẽ suy nghĩ một thời gian để kéo dài thời gian thì tào dĩnh mới thở phào tào dĩnh nghe xong thì thở dài mà nói Phụ quân phụ quân chưa đồng ý thì tốt rồi tuy ta không rõ chuyện trong triều nhưng nếu phu quân tiếp quản chức vụ đó đối với đại tống là việc tốt thôi nhưng sau này sẽ tồn động những rắc rối lằng nhằng khác hả sao lại nói như vậy triệu nhan vẫn không hiểu lắm ý của tào dĩnh muốn nói gì tuy rằng tào dĩnh không hiểu chuyện trên triều đình nhưng xuất thân từ tào thị đại gia tộc như thế mưa rầm thấm đất kiến thức chính trị về cơ bản là có nhưng triệu nhan thời hậu thế chỉ là một giáo viên và từ nhỏ cũng không quan tâm gì về mặt chính trị lắm thậm chí nói rằng Hắn là tên đầu rỗng, bề mặt chính trị cũng không quá. Lần này vì lời mà không tiếp quản chức trường quản quân khí giám, nhưng lại giúp hắn vô hình chung thoát một kiếp nạn. Phụ quân chẳng nghĩ đi. Giả sử chàng tiếp quản chức đó mà không đảm nhiệm được thì tính sao? Thậm chí còn có người sẽ kiếm cớ mà hãm hại chàng. Tào dĩnh điềm tĩnh phân tích. Nhưng đối với ta, việc cải thiện vũ khí của Đại Tống không phải là việc có gì. Và nếu ta chấp nhận thì chắc chắn sẽ làm rất tốt. Triệu Nhân bất mãn với giả thuyết của Tào Dĩnh, cảm thấy bị cối xem thường, lên mở miệng lấy lại thể diện mà rằng. Nhưng Tào Dĩnh nghe vậy, thì liếc hắn mà nói. Nếu phụ quân làm tốt được thì càng thê thảm, cuối cùng đến cả tước vị quận vương cũng chẳng còn, thậm chí có khi dẫn đến tan nhà nát cửa cũng nên, lúc đó sẽ lên đụy đến cả bên nhà mẹ đẻ ta nữa. Nghiêm trọng như vậy sao? Triều Nhân nghe cũng giật mình liền hỏi. Tuy nhiên ta vẫn ngậm không thấu, sao ta làm tốt thì hậu quả lại càng thê thảm. Bình thường phụ quân rất thông minh, sao giờ hồ đồ như vậy? tào dĩnh mới học bộ dạng của triệu nhan trân trọng nhưng ra mặt triệu nhan dày hơn nàng nhiều cho nên tào dĩnh cười chê cũng chẳng nhằm nhò gì thấy triệu nhan không có phản ứng gì tào dĩnh lắc hắn rồi nói tiếp nếu phu quân làm tốt thì sẽ cải chế được nhiều vũ khí thay đổi cái tin đồn ăn chơi lêu lỏng trước đây trở thành trợ thủ của cha ủa vậy chẳng phải cũng tốt sao triệu nhan không hiểu tốt gì mà tốt phu quân vốn là một người lâm bông dù là hoàng tử nhưng chẳng ai xem ra gì nhưng khi có bộc lộ tài năng, thậm chí chẳng thua kém đại ca thì sẽ bị mọi người để ý đến, dẫn đến sự hoài nghi của đại ca. Vì như thế sẽ uy hiếp đến địa vị của đại ca. Có điều so ra thì đại ca được nhiều sự ủng hộ hơn. Cuối cùng phu quân sẽ bị những người liên minh với hoàng hậu đàn áp mà mất mạng vì trước nay cuộc tranh chiếm ngôi vua vẫn vô cùng khốc liệt. Tà Dĩnh bày tỏ xong suy nghĩ của mình thì ngó sang xem phản ứng của Triệu Nhan. Cũng may mà ta chưa đồng ý, chứ không cũng không biết phải làm sao. Triệu Nhân nghe xong thì mồ hôi đổ ròng ròng. Tào Dĩnh nhiều chỗ chỉ nói sơ, chưa chưa tỏ rõ hết, nhưng hắn cũng nghe ra, hắn chỉ là không hiểu cái là mình có biểu hiện tốt thôi, đã là gợi lên cuộc tranh chiếm ngôi vị với Triệu Húc rồi. Tuy nhiên, thường đại tống truyền ngôi vị còn khá là hòa khí, nhưng không chừng do mình mà trở nên tàn khốc. Tờ giấy trắng về mặt chính trị như Triệu Nhan thì có khi vào trong triều, rồi bị người ta nuốt đến xương cũng chẳng còn. Ủa, không hẳn, giả dụ ta mà thắng đại ca và thành chủ một nước thì nàng chẳng phải sẽ thành hoàng hậu sao? Nếu vậy thì theo lẽ thường nàng phải ủng hộ ta mới đúng. Sao lại có vẻ như không hy vọng ta đoạt ngôi? Triệu Nhan đột nhiên ngẫm ra, nhìn Tào Dĩnh hỏi. Nghe vậy nhưng Tào Dĩnh thấy nhẹ người, rồi nghiêm mặt nói. Ta chẳng thích làm hoàng hậu gì gì cả, cũng không mong phu quân tranh cái ngôi vị đó. Trước tiên không nói đến phu quân có năng lực đó hay không, dù có đi nữa thì cuộc chiến tranh đoạt ngôi vua vẫn là tàn khốc nhất. Tới lúc đó phụ quân không thể không làm những điều làm hại người khác, thậm chí bản thân cũng trở nên lãnh khốc. So với như thế thì phụ quân hiện giờ vẫn làm người ta thoải mái hơn. Tào Dĩnh nói rất ý nhị, nhưng câu cuối vẫn tỏ ra thiện cảm với Triệu Nhan. Đối với nàng, thế cũng đã không dễ dàng gì, xong cũng khiến Triệu Nhan phá lên cười, lại gần lấy ngón tay, khẽ vuốt mái tóc mượt của nàng mà rằng Yên tâm, quyền thế với ta chỉ là phù du, ta lại càng không thích cái ngôi vị đó. Cả đời này được vui vẻ ở bên nàng là ước nguyện lớn nhất của ta rồi. Tuy tiểu độ nha và mịch tuyết sớm đã lui khỏi phòng, nhưng Tào Dĩnh vẫn ái ngại với cử chỉ thân mật của Triệu Nhan, cúi gằm khuôn mặt đã ửng đỏ mà không dám nhìn hắn. Vốn Tào Dĩnh lúc còn là thiếu nữ khuê các thì mong gà cho một thiếu niên tướng quân anh dũng, nhưng xem ra giờ Triệu Nhan một con người không có chi khí, thậm chí còn có chút vô lại mới là người hợp với mình. Đội phụ thề thủ thì nhau, rồi Triệu Nhan lại nói: Đương tử, nếu ta không tiếp quản chức trưởng quản quân khí giám thì mai ta sẽ đi gặp phụ vương rồi từ chối chức vụ này luôn để miễn sau này tin đồn truyền lan lại xảy ra biến cố gì vậy thì không được tào dĩ nghe vậy thì lắc đầu can nếu phu quân đã nói trước mặt cha là cần thời gian suy nghĩ thì không nên từ chối sớm quá chỉ cần phú quân chưa chính thức tiếp nhận thì dù người khác biết cũng không gây ra được chuyện gì nên khoảng thời gian này phú quân cứ kéo dài là được nếu sau này cha không hỏi đến thì coi như thôi nếu cha hỏi hãy từ chối cũng không muộn <laughs> quả nhiên là hào nương tử của ta vậy thì cứ như vậy đi ta coi như chưa nghe vụ việc này đợi ngày sau cha có hỏi thì khắc nói triệu nhan cười lớn rồi nói thật không ngờ tào dĩnh cũng thấu hiểu sự thâm sâu của chiêu kéo dài thời gian xem ra gia giáo nhà tào thiệt ghê gớm khó trách có thể đứng vững ở thời đại tống giải quyết xong việc phiền toái triệu nhan thấy thoải mái hẳn lại thêm hai phu phụ tới giờ còn chưa ăn trưa lúc này cảm thấy bụng trống rỗng vừa hay triệu nhan muốn ăn sủi cào, tuy đã muộn nhưng ai làm gì được quận vương ta nhưng có lẽ hôm nay là ngày triệu nhan gặp xui, nên lúc gói sủi cảo hắn lại phát hiện ra một chuyện không vừa lòng hắn và cũng là một chuyện khá kỳ lạ Tào dính ăn chay cho nên chỉ cần chuẩn bị cho cô chút sủi cào có nhân trứng gà rau hẹ là được rồi triệu nhan trước đó đã ăn đậu hũ rau xanh cả tháng trời điều này đối với một người ăn thịt động vật mà nói giống như là ngồi tù vậy Hôm nay ngự ý nói sức khỏe của hắn đã không sao, có thể muốn ăn gì thì ăn, điều này giống như là hết hạn tù được giải thoát. Cho nên hắn nhất định phải ăn sùi cào có nhân thịt, hơn nữa còn là sùi cào nhân thịt mỡ cải trắng. Thịt mỡ thì dễ làm, tuy thịt mỡ là thịt tầm thường, những quý tộc thông thường đều không ăn nó. Nhưng nếu triệu nhân muốn ăn thì những người trong vương phủ không ai dám cản. Thậm chí tào dĩnh cảm giác được hắn khó khăn lắm mới khỏi bệnh, bây giờ phóng túng một chút cũng không có gì. Huống chi thì theo ăn không chết người, Tiểu đội nha thì đặc biệt thích ăn thịt heo, cho nên Vương Phi cô cũng không có phản đối. Theo yêu cầu của hắn, phòng bếp mua thịt heo về, cải trắng cũng mua về, nhưng mà khi Triệu Nha nhìn thấy bà Vũ mua cải trắng về thì lại nhíu mày, nhặt một cây cải lên run rẩy nói. Bà Vũ, bà khẳng định đây là cải trắng. Chỉ thấy cải trắng trong tay Triệu Nha đại khái chỉ có giống như hai bàn tay, trên cành và lá dài là lá cây màu xanh ngọc, xem ra rất thon thả. Cái này vốn không phải là cải trắng mà là cải thìa địa phương hay gọi, nhưng mà hai loại rau này có chút giống nhau, có điều về hình dáng thì lại có sự khác nhau lớn, người có mắt thì đều có thể phân biệt được. Ở đương nhiên là cải trắng rồi, ngài đừng xem lá của nó màu xanh, nhưng mà là thân này là màu tuyết trắng cho nên mới gọi nó là cải trắng. Bà Vũ ở trong phòng bếp chủ quan nhận lấy cải trắng trong tay của Triệu Nhan, vừa rửa vừa nói. Được rồi, cái này chỉ là cải thì vậy có cải trắng không? Triệu Nhan không căm lòng mà nói, theo như anh biết, cải thiện là hai loại rau khác nhau ra phối ra. Hơn nữa trong thời kỳ tùy đường đã bắt đầu trồng trọt tại Trung Quốc. Bây giờ đã là thời tống khai phong, lại là kinh thành của đại tống, có lẽ không thiếu cải trắng mới đúng chứ. Rau cải trắng. Bà Vũ ngẩng đầu nhị triệu nhan, sau đó có chút uất ức mà nói. Quản vương, đây là cải trắng lớn nhất ở thị trường rồi, hơn nữa nó cũng là nô tỷ đích thân đi lựa chọn. Ở các chợ khác thì nô tỷ không dám khẳng định, nhưng mà ở cái chợ cách vương phủ của chúng ta không xa, thì tuyệt đối không thể tìm được một bó cải trắng nào lớn hơn bó này hết. À, ta không phải nói bó rau này không lớn, chỉ là bó cái bó cải trắng nào giống với bó này không, nhưng lại lớn hơn nhiều so với loại rau này không. Có lẽ loại rau này không gọi là cải trắng, nhưng nó lại rất giống với cải trắng. Hơn nữa nhìn thì thấy nó vừa lớn vừa tròn ấy. Triệu Nhan muốn giải thích rõ ràng, nhưng hắn lại phát hiện ngôn ngữ của bản thân không thể biểu đạt được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 14 của Bác Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 15.